chưa từng trải qua hết thọ lượng sinh tử ở các xứ sở đây, lại thuyết rằng ta xem thấy hữu tình thế gian, chẳng dễ tránh được đêm dài sinh tử lưu truyền, hoặc làm cha, hoặc làm mẹ, hoặc làm anh em chị em, hoặc quỹ phạm sư, hoặc thần giáo sư, hoặc các bậc tôn trọng khác. Lại thuyết rằng, giả sử có người gom gọn xương cốt, cùng những chi phần không bị hoại nát của thân thọ lãnh trong một kiếp của một bộ đặc giả la, thì số lượng tích tụ này cao hơn thành phương xá, rộng lớn như một quả núi. 4. Do lưu truyền. Sở hữu duyên khởi của tự thân gọi là lưu truyền. Sao gọi là duyên khởi? Út Đà Nam nói, thể mồn nghĩa sai biệt, thứ lớp khó giải thích, tánh duyên, phân biệt duyên, nhiếp các kinh là sau. A. Vì thể, B. Vì môn, C. Vì nghĩa, D. Vì sai biệt, E. Vì thứ lớp, F. Vì khó giải thích, G. Vì tánh duyên, H. Vì phân biệt duyên, I. Vì các kinh nhiếp, nên rõ biết duyên khởi. A. Sao gọi là thể duyên khởi? Nếu lược thuyết thì do ba chủng tướng kiến lập, một từ tiền tế trung tế sanh, hai từ trung tế hậu tế sanh, ba từ trung tế sanh rồi hoặc thú hướng lưu chuyển, hoặc thú hướng đến cứu cánh thanh tịnh. Sao gọi là từ tiền tế trung tế sanh, trung tế sanh rồi lại thú hướng lưu chuyển? Như có người không rõ được tiền tế bị vô minh nhiếp lấy, do vô minh làm duyên nên nghiệp thần ngữ ý tạo tác hoặc tăng trưởng tùy theo phước hoặc phi phước hoặc bất động. Do đây đến lúc mạng trùng, nghiệp tùy theo thức đã tạo lưu truyền không dứt, năng làm hậu hữu nên nhân thức tương tục tiếp nối. Khi thức đấy sắp sanh quả lại được kết hợp bởi tham ái trong ngoài chánh hiện tại tiền. Lấy tham ái đây làm trợ bạn nên từ tiền tế kia xả mạng rồi. Ở đời hiện tại tự thể được sanh ở trong thai mẹ, lấy nhân thức làm duyên. Do đây trước sau thứ lớp quả thức tương tục tiếp nối mà sanh, cho đến thành các vị ít là làm sai khác mà truyền. Ở trong thai mẹ, quả thức tương tục tiếp nối cùng với danh sắc cho đến lão tử dần dần tăng trưởng. Bây giờ chiêu cảm sự sanh, thọ nghiệp, sanh, danh sắc cùng với quả dị thục. Lại dị thục thức đây, tức nương nơi danh sắc mà chuyển. Vì phải nương gá sáu ý xứ mà chuyển, cho nên kinh nói danh sắc duyên thức. Cầu hữu y căn gọi là sắc, đẳng vô gián diệt y căn gọi là danh. Tùy theo chỗ thích hợp, danh sắc làm sở y sáu thức. Vì nương tựa danh sắc kia cho đến mạng trùng các thức lưu truyền, lại năm sắc căn hoặc căn sở y đại trùng hoặc căn xứ sở hoặc căn năng sanh đại trùng gọi là sắc, còn lại gọi là danh. Do thức chấp thọ các căn rơi vào pháp tương tục mới có được lưu truyền, cho nên hai trùng đây nương vào thức tương tục không đoạn dứt. Do đạo lý đây, ở đời hiện tại thức duyên danh sắc duyên thức giống như đám cỏ lau cho đến mạng trùng nương tựa nối nhau mà truyền. Như vậy gọi là từ tiền tế các hành duyên khởi trung tế sanh rồi lưu chuyển không dứt. Nên biết trong đây nương loài thai sanh nên nói thứ lớp lưu chuyển, hoặc loài noãn sanh, thấp sanh thì trừ ở thai mẹ còn lại như trước đã thuyết, hoặc hữu tình ở trong tụ hữu sắc có sự sai khác so với trước, tức là hữu tình thọ hóa sanh ở dục giới sắc giới các căn quyết định viên mãn mà sanh, hoặc ở vô sắc giới có sự sai khác so với loài trước, tức lấy danh làm chỗ nương và trùng tử sắc làm chỗ nương mà thức được sanh khởi. Lấy thức làm chỗ nương nên danh và trùng tử sắc chuyển. Theo đây trùng tử sắc thì đã đoạn dứt nhưng về sau lại được sanh, lại do nghiệp phước nên sanh trong người trời dục giới, do nghiệp phi phước sanh vào đường ác thú, do nghiệp bất động nên sanh hoặc sắc giới hoặc vô sắc giới. Sao gọi là bất sanh? Do bất sanh nên thú hướng cứu cánh thanh tịnh. Sao gọi là từ trung tế? Các hành duyên khởi hậu tế sanh, trung tế bồ đặc giả la đã sanh, trước thọ hai trùng quả nghiệp là thọ quả dị thục bên trong và thọ quả tăng thượng do cảnh giới sanh ra. Bồ đặc giả la đây vì nghe pháp bất chánh hoặc vì trước đã thường xuyên tập nên ngu si đối với hai quả trên, do ngu si đối với quả dị thục bên trong nên không như thật biết sự sanh khổ hậu hữu, do mê hậu hữu hậu tế vô minh lực tăng thượng nên như trước ở nơi các hành hoặc tạo tác hoặc tăng trưởng, do đây tạo tác nghiệp mới nên thức đây gọi là thức tùy theo nghiệp. Ở trong tức ở trong hiện pháp vô minh làm duyên sanh hành, hành làm duyên sanh thức, thức đây ở trong hiện pháp gọi là nhân thức, về sau năng nhiếp thọ sanh quả thức. Lại tổng y tất cả thức gọi là sáu thức thân. Lại tức thức đây là chỗ chuyển theo đuổi của chủng tử danh sắc hậu hữu. Chủng tử danh sắc đây là chỗ chuyển theo đuổi của chủng tử sáu xứ hậu hữu. Chủng tử sáu xứ đây là chỗ chuyển theo đuổi của chủng tử xúc hậu hữu. Chủng tử xúc đây là chỗ chuyển theo đuổi của chủng tử thọ hậu hữu.
Như vậy gọi chung là ở trung tế dẫn nhân hậu hữu, do đây năng dẫn thức cho đến thọ một thân mới. Kẻ kia do trước đã ngu si đối với quả dị thục dẫn hậu hữu rồi, lại do ngu si thứ hai đối với quả cảnh giới sanh thọ, cho nên duyên cảnh giới thọ phát khởi ái. Do ái đây hoặc phát cầu dục, hoặc phát cầu hữu, hoặc chấp dục thủ, hoặc chấp kiến thủ, giới thủ và ngã ngữ thủ. Do ái thủ đầy hòa hợp tươi nhuận, khiến dẫn nhân trước chuyển gọi là hữu, tức là nhiếp thuộc nhân sanh hậu hữu, từ đây không gián đoạn cho đến mạng chung rồi, tùy theo trước dẫn nhân, dẫn giác thức, thọ là rốt sau, nên các hành đầy sanh hoặc từ từ hoặc tức thời. Như vậy ở trong hiện pháp vô minh xúc sanh thọ, thọ làm duyên sanh ái, ái làm duyên sanh thủ, thủ làm duyên sanh hữu, hữu làm duyên sanh sanh, sanh làm duyên sanh các khổ lão bệnh tử sai biệt. Hoặc ở nơi thứ lớp sanh xứ đã hiển bày ở trước, hoặc sự truyền truyền theo đuổi của chủng tử, nên ở trung tế vô minh duyên hành, thọ duyên ái làm nhân duyên, nên hậu tế các hành sanh. Lại có người trước đã tích tập tư lương, tức là trong hiện pháp từ lời người mà được nghe chánh pháp, nên đối với hai quả của các hành, hoặc đối với nhân kia diệt kia, thú đến diệt hành kia, như lý tác ý. Do như lý tác ý đây làm duyên nên tránh kiến sanh. Từ đây thứ lớp đắc trí kiến thanh tịnh, học vô học. Do trí kiến đây nên vô minh và ái vĩnh viễn đoạn không sót thừa. Do đoạn đây nên không như thật biết sở duyên kia, vô minh xúc sanh ra thọ cũng lại vĩnh viễn đoạn. Do đoạn đây nên vĩnh viễn địa vô minh, ở trong hiện pháp chứng tuệ giải thoát. Nếu ở nơi vô minh xúc sở sanh thọ có tâm sanh khởi tương ưng tham ái, tức nơi tâm kia năng liệt trói buộc, cho nên tham ái vĩnh viễn diệt. Ở trong hiện pháp chứng tầm giải thoát, nếu vô minh kia không vĩnh viễn đoạn, tức nương thức cuối cùng là thọ, hậu tế các hành sẽ được sanh khởi. Do vô minh diệt nên không sanh khởi trở lại chứng đắc pháp vô sanh, cho nên thuyết rằng vô minh diệt nên hành diệt, thứ lớp cho đến dị thục sanh xúc diệt. Đây diệt nên dị thục sanh thọ diệt, ở trong hiện pháp vô minh diệt nên vô minh xúc diệt, vô minh xúc diệt nên vô minh xúc sanh thọ diệt, vô minh xúc sanh thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên như trước đắc pháp vô sanh. Do đây nên thuyết các hành thủ cho đến cuối cùng là lão vĩnh viễn diệt. Như vậy ở trong hiện pháp các hành không chuyển, do không chuyển nên ở trong hiện pháp, ở trong hữu dư y giới chứng đắc hiện pháp niết bàn. Lúc bấy giờ kia duy chỉ còn thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức thành tịnh, cho đến thân có thức thường thọ lãnh lìa sự trói buộc của thọ, không chịu sự trói buộc của thọ. Thân có thức đây cho đến do nghiệp trước dẫn dắt thọ lượng, hàng trụ tương tục tiếp nối. Nếu thọ lượng tận bèn xả thức chấp chỉ nơi thân, mạng căn đây diệt rồi, cho đến về sau cũng vĩnh viễn diệt không sót thừa, chọn không thành trục trở lại. Lại nữa, thức đây và tất cả thọ nhậm vận diệt, nhân duyên còn lại trước đã diệt nên không tương tục trở lại, vĩnh viễn diệt không sót thừa. Đây gọi là vô dư y niết bàn giới, giữ cứu cánh tịch tĩnh, cũng gọi là người cầu hướng đến niết bàn ở chỗ Thế Tôn ở, phạm hạnh đã lập cứu cánh niết bàn. Như vậy đã thuyết do ba chủng tướng kiến lập duyên khởi, đó là từ tiền tế trung tế sanh, từ trung tế hậu tế sanh, lại ở trung tế hoặc lưu truyền hoặc thành tịnh, đây gọi là thể tánh duyên khởi. B. Sao gọi là môn duyên khởi? Đường tám môn khiến duyên khởi lưu truyền: 1. Môn nội thức sanh. 2. Môn lúa bên ngoài thành thục. 3. Môn sanh tử của hữu tình thế gian. 4. Môn khí thế gian thành hoại. 5. Môn thức ăn giữ gìn. 6. Môn tự mình tạo làm nghiệp, thế lực tăng thượng, quả ái phi ái sở đắc theo nghiệp thọ dụng. 7. Môn uy thế. 8. Môn thanh tịnh. C. Sao gọi là nghĩa duyên khởi? Nghĩa hữu tình chia lìa là nghĩa duyên khởi. Ở nơi hữu tình chia lìa, lại nghĩa vô thường là nghĩa duyên khởi. Ở nơi vô thường, lại nghĩa tạm trụ là nghĩa duyên khởi. Ở nơi tạm trụ, lại nghĩa nương người khác là nghĩa duyên khởi. Ở nơi nương người khác, nghĩa tác dụng chia lìa là nghĩa duyên khởi. Ở nơi tác dụng chia lìa, lại nghĩa nhân quả tương tục tiếp nối không đoạn diệt là nghĩa duyên khởi. Ở nơi nhân quả tương tục tiếp nối không đoạn diệt, lại nghĩa nhân quả chuyển tương tự là nghĩa duyên khởi. Ở nơi nhân quả chuyển tương tự, lại nghĩa tự mình tạo làm nghiệp là nghĩa duyên khởi. Hỏi: vì hiển nghĩa nào mà kiến lập duyên khởi? Đáp: vì hiển rõ nghĩa nhân duyên nhất lấy thanh tịnh và nhiễm ô. D. Sao gọi là sai biệt của duyên khởi? Tức là không hiểu biết đối với tiền tế, như kinh đã nói rộng. Sao gọi là không hiểu biết đối với tiền tế? Đối với các hành quá khứ pháp khởi phân biệt không như lý. Chỗ không hiểu biết như: ta ở quá khứ là từng có chăng, là từng không chăng,
đã từng có thể tánh nào, từng thuộc chủng loại nào, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với hậu tế? Đối với các hành vị lai phát phải phân biệt, không như lý. Chỗ không hiểu biết như ta ở vị lai là sẽ có ư, là sẽ không ư, sẽ có thể tánh nào, sẽ thuộc chủng loại nào, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với tiền hậu tế? Ở bên trong khởi do dự không như lý, chỗ không hiểu biết như những gì là ta là những gì, nay hữu tình đây, từ đâu đến đây, ở đây chết rồi sẽ đi đến đâu, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với bên trong, đối với các hành riêng biệt phát khởi, không như lý tăng ý, chỗ không hiểu biết như kia là ta, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với bên ngoài, đối với các hành bên ngoài phi hữu tình số, phát khởi không như lý tác ý, chỗ không hiểu biết như là vật của ta, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với trong ngoài, đối với các hành tương tục khác, phát khởi phân biệt không như lý, chỗ không hiểu biết như đây là người oán, là người thân, là người giữa oán và thân, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với nghiệp, đối với các nghiệp phát khởi phân biệt không như lý, chỗ không hiểu biết như đây có tác giả, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với dị thục, đối với quả dị thục nhưng lấy các hành phát khởi phân biệt không như lý, chỗ không hiểu biết như đây có thọ giả, đây thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với nghiệp dị thục, đối với nghiệp và quả phát khởi phân biệt không như lý, cũng thuộc không hiểu biết. Sao gọi là không hiểu biết đối với Phật, đối với Phật Bồ Đề, chỗ không hiểu biết do không tư duy, hoặc do tà tư duy, hoặc do phóng dật, hoặc do nghi hoặc, hoặc do vì báng. Sao gọi là không hiểu biết đối với Pháp, đối với chánh pháp, tánh, thiện, thuyết, chỗ không hiểu biết do không tư duy, hoặc do tà tư duy, hoặc do phóng dật, hoặc do nghi hoặc, hoặc do phỉ báng. Sao gọi là không hiểu biết đối với tăng, đối với chánh hạnh của tăng, chỗ không hiểu biết do không tư duy, hoặc do tà tư duy, hoặc do phóng dật, hoặc do nghi hoặc, hoặc do phỉ báng. Sao gọi là không hiểu biết đối với khổ, đối với khổ là tánh khổ, chỗ không hiểu biết do không tư duy, hoặc do tà tư duy, hoặc do phóng dật, hoặc do nghi hoặc, hoặc do hủy báng. Như không hiểu biết đối với khổ thì không hiểu biết đối với tập diệt đạo cũng vậy. Sao gọi là không hiểu biết đối với nhân, tức là phát khởi phân biệt không như lý, chỗ không hiểu biết hoặc do kế chấp vô nhân, hoặc do kế chấp tự tại thiên, phạm thế tánh sĩ phu trung gian, nhân không bình đẳng. Như không hiểu biết đối với nhân thì không hiểu biết đối với nhân sanh các hành cũng vậy. Lại kia phổ tội nên gọi là thiện, có tội nên gọi là bất thiện, có lợi ích nên gọi là nên tu tập, không lợi ích nên gọi là không nên tu tập. Hắc nên gọi là có tội, bạch nên gọi là vô tội, tạp nên gọi là có phân chia. Sao gọi là không hiểu biết đối với như thật thông đạt sáu xúc xứ, tức là chỗ không hiểu biết của kẻ tăng thượng mạng vì đối với những điều đã chứng tư duy điên đảo. Như vậy đã lược thuyết 19 chủng không hiểu biết. Lại có 7 chủng không hiểu biết khác: một ngu thế, hai ngu sự, ba ngu di chuyển, bốn ngu tối thắng, năm ngu chân thật, sáu ngu nhiễm tịnh, bảy ngu tăng thượng mạng. Sao nói là 19 chủng trước và 7 chủng sau có sự tương quan lẫn nhau? Ba không hiểu biết đầu tiên, nhiếp không hiểu biết thứ nhất. Ba không hiểu biết kế tiếp, nhiếp không hiểu biết thứ hai. Ba không hiểu biết kế tiếp, nhiếp không hiểu biết thứ ba. Ba không hiểu biết tiếp theo, nhiếp không hiểu biết thứ tư. Bốn không hiểu biết kế tiếp, nhiếp không hiểu biết thứ năm. Hai không hiểu biết tiếp theo, nhiếp không hiểu biết thứ sáu. Không hiểu biết rốt sau, nhiếp không hiểu biết thứ bảy. Lại có 5 chủng ngu: một ngu nghĩa, hai ngu kiến, ba ngu phóng dật, bốn ngu trần thật nghĩa, năm ngu tầng thượng mạn. Sao gọi là 19 chủng trước và 5 chủng ngu sau có sự tương quan nhiếp lẫn nhau? 6 chủng không hiểu biết đầu tiên, 2 chủng không hiểu biết đối với nhân, nhân sanh các hành, nhiếp thuộc ngu kiến. 3 chủng không hiểu biết đối với nghiệp dị thục, nghiệp dị thục nhiếp thuộc ngu phóng dật. 7 chủng không hiểu biết đối với Phật, cho đến không hiểu biết đối với đạo đế, nhiếp ngu trần thật nghĩa. Một chủng không hiểu biết sau cùng, nhiếp thuộc ngu tăng thượng mạn. Tất cả không hiểu biết đều nhiếp thuộc ngu nghĩa. Vô mình có 6 chủng sai biệt là vô tri vô kiến, không có hiện quán, hắc ám, ngu si và vô minh ám. Thứ tự đi theo 7 chủng không hiểu biết đã nói ở trước. Đối với 2 chủng không hiểu biết cuối hợp chung là 1. Một sau cùng đây khỏi vô minh hắc ám lại có sự sai khác, tức là sở trị văn tư tu chỗ thành tựu ba tuệ sai biệt. Tức sở trị đây có phẩm hạ trùng thượng sai biệt nên nói ba trùng sau.
Như vậy vì sở trụ sai biệt và vì tự tánh sai biệt nên kiến lập sáu chủng sai biệt. Hành, sao gọi là thân hành? Là thân nghiệp hoặc ở dục giới hoặc ở sắc giới. Nếu ở cõi dưới gọi là nghiệp phước, nghiệp phi phước. Nếu ở cõi trên gọi là nghiệp bất động. Sao gọi là ngữ hành? Là ngữ nghiệp hoặc ở dục giới hoặc ở sắc giới. Nếu ở cõi dưới gọi là nghiệp phước, nghiệp phi phước. Nếu ở cõi trên gọi là nghiệp bất động. Sao gọi là ý hành? Là ý nghiệp nếu ở tại dục giới gọi là nghiệp phước, nghiệp phi phước. Ở tại sắc giới và vô sắc giới chỉ gọi là nghiệp bất động. Thức, sao gọi là nhãn thức? Thức ở đương lai, nương vào căn mắt nhận biết rõ cảnh sắc là chủng từ thức mà các hành nghiệp phước, phi phước và bất động huân tập và phát triển. Chủng từ kia lại tiếp tục sanh quả thức, như nhãn thức, nhĩ thức cho đến ý thức nên biết cũng thế. Do sở y và cảnh giới chỗ khởi biểu biệt có sự sai khác. Thức đây ở dục giới thì đầy đủ 6 chủng, ở sắc giới chỉ có 4 chủng và vô sắc giới chỉ có 1 chủng. Uẩn, sao gọi là thọ uẩn, tất cả chủng loại lãnh nạp? Sao gọi là tưởng uẩn, tất cả chủng loại liễu biệt cảnh tượng? Sao gọi là hành uẩn, tất cả chủng loại nghiệp tác ý do tâm tạo? Sao gọi là thức uẩn, tất cả chủng loại liễu biệt? Các uẩn như vậy đều thông cả ba cõi giới. Sao gọi là bốn đại chủng? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Bốn đại chủng đây đều thông cả hai cõi dục và sắc. Sao gọi là bốn đại chủng tạo sắc? Đó là 10 sắc xứ và pháp xứ nhiếp lấy sắc. Dục giới đầy đủ 10 sắc xứ và pháp giới nhiếp lấy giả sắc. Sắc giới có 8 sắc xứ và pháp xứ nhiếp lấy sắc nhưng chẳng phải tất cả. Đây cũng có hai chủng, tức là chủng tử thức nhiếp thọ lấy chủng tử danh sắc và chủng tử thức kia sanh quả danh sắc. Xứ sao gọi là nhãn xứ, tức là nhãn thức sở y tịnh sắc, do đây đối với sắc hoặc đã thấy hoặc hiện thấy hoặc sẽ thấy, như nhãn xứ, nhĩ xứ cho đến ý xứ tùy theo chỗ thích hợp nên biết cũng thế. Đối với tất cả xứ nên nói nghiệp dụng của ba thời sai biệt. Đây cũng có hai chủng, đó là chủng tử danh sắc nhiếp thọ lấy chủng tử của sáu xứ và chủng tử danh sắc sanh quả sáu xứ. Năm xứ ở tại dục giới sắc giới, xứ thứ sáu thông cả ba giới. Xúc sao gọi là nhãn xúc, tức là nghĩa ba yếu tố căn, cảnh và thức hòa hợp sanh năng thủ cảnh giới tịnh diệu. Như vậy các xúc còn lại tùy theo cảnh riêng mà biết được tướng ấy. Đây lại có hai chủng, đó là chủng tử sáu xứ nhiếp thọ lấy chủng tử xúc và chủng tử sáu xứ kia sanh quả xúc. Dục giới có đầy đủ 6 chủng xúc, sắc giới có 4 chủng xúc, vô sắc giới có 1 chủng xúc. Thọ sao gọi là thọ lạc, các căn thuận cảnh giới lạc làm duyên nên sanh thọ vui vẻ hoan diệt do thọ nhiếp lấy. Sao gọi là thọ khổ, các căn thuận cảnh giới khổ làm duyên nên sanh thọ không vui vẻ hoan diệt do thọ nhiếp lấy. Sao gọi là thọ không khổ không lạc, các căn thuận cảnh giới không khổ không lạc làm duyên nên sanh thọ không phải vui vẻ hoan diệt, không phải không vui vẻ hoan diệt do thọ nhiếp lấy. Dục giới có cả ba thọ, sắc giới có hai thọ, từ đệ tứ tĩnh lợi trở lên cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ chỉ có thọ thứ ba là không khổ không lạc. Đây cũng có hai chủng, đó là chủng tử xúc nhiếp thọ chủng tử thọ và chủng tử xúc kia sanh quả thọ.